Cảm ơn anh em trở lại với kênh Sáng Tạo. Hôm nay kênh Sáng Tạo sẽ hướng dẫn anh em cách tải file video từ Facebook hoặc là YouTube về điện thoại iPhone một cách nhanh chóng. Như anh em đã biết thì với điện thoại iPhone thì việc tải video từ các mạng xã hội và điện thoại iPhone là một vấn đề rất khó khăn đối với anh em không biết. Thì đầu tiên mình sẽ vào kho App Store của iPhone để tải một cái ứng dụng, đó là ứng dụng có tên là Jungle. Đây, Jungle đây. Cái ứng dụng này nó giúp chúng ta sẽ tải cái video từ Facebook hoặc là YouTube về iPhone một cách đơn giản. Chúng ta nhấn vào cái đám mây này, nó sẽ tải cái ứng dụng này về. Nếu anh em chưa đăng nhập iCloud thì nó sẽ yêu cầu anh em đăng nhập. Thì anh em hãy đăng nhập tài khoản vào để tải nhé. Cái ứng dụng Jungle này nó tải mọi cái video mà chia sẻ trên Facebook cũng như là trên YouTube một cách rất là nhanh chóng. Đó, anh em chờ một lúc là nó sẽ tải cái ứng dụng này về. Đó. Khi chúng ta tải xong thì chúng ta thấy cái biểu tượng Jungle, hình cái mình nhìn nó như cái la bàn ấy. Anh em kích vào đó, bấm vào đó để mở cái ứng dụng này. Cái ứng dụng này nó đặt quảng cáo thì anh em phải chờ thôi, chờ để tắt quảng cáo thôi. Cái quảng cáo để nó duy trì cái app này cho nên là bình thường. Nó có ở dưới thanh dưới nó có ba mục: mục search này, mục download này, mục file này, mục setting này. Setting là chúng ta cài đặt những cái thông số nhưng mà thường thường chúng ta chẳng phải cài đặt đâu. Mục home này là khi chúng ta tải tất cả mọi thứ về nó sẽ ở mục home. Mục download là bắt đầu tải. Đó, bây giờ mình sẽ thử test một cái clip cho anh em xem nhé. Chúng ta mở Facebook này, chúng ta chọn một cái clip bất kỳ này. Ví dụ như là cái clip nó, anh em lưu ý là cái clip nó phải cho chúng ta ở chế độ đặt, ở chế độ công khai thì nó có cái nút chia sẻ nhé, thì chúng ta mới tải được. Ví dụ nhé, ví dụ cái clip này, clip của Trung Ruồi này chẳng hạn này, mình sẽ nhấn vào nút chia sẻ. Rồi anh em nhấn cái nút mắt xích ở chỗ cạnh cái chữ chia sẻ video này. Đấy, nó có cái mắt xích, anh em nhấn vào đây là copy. Hoặc là chúng ta xem một cái clip nào trên tường của chúng ta, clip chúng ta thấy hay thì chúng ta tải. Ví dụ clip con cá này thì mình sẽ nhấn vào nút chia sẻ. Thì trên này nó sẽ hiển thị bấy nhiêu dòng này, thì mình sẽ chọn một cái mục ở dưới cùng là tùy chọn khác. Đó, các bạn sẽ nhấn vào cái nút sao chép này, nhấn vào nút sao chép đấy, nó sẽ sao chép cái đường dẫn. Bây giờ mình sẽ tải cái hình con cá về cho các bạn xem nhé. Mình sẽ quay lại cái ứng dụng Jungle, mình sẽ đấy, các bạn hoàn toàn phải đợi nó tắt quảng cáo đi nhé, bởi vì đây cái bản free này nó sẽ quảng cáo để duy trì app của nó. Mình sẽ tắt đi và chúng ta sẽ xóa cái đường dẫn này. Các bạn lưu ý là chúng ta khi mà chúng ta paste cái đường dẫn vào, ví dụ paste đường dẫn vào như này nhé. Đấy, chúng ta sẽ bấm cho cái video này nó chạy. Nó chạy để nó kết nối với cái server của cái app Jungle này. Các bạn thấy ở trên cái thanh địa chỉ này nó có một cái dấu mũi tên tải xuống này. Các bạn click vào đấy để tải. Khi các bạn click vào đấy để tải thì bản thân nó sẽ tải ở đây. Nhưng mà do clip này nó ngắn thì nó sẽ tải luôn về đây. Đây, nó tải luôn về đây. Thì khi nó tải luôn về đây thì các bạn lưu ý là các bạn nhấn vào chữ Y nhé. Bởi vì nó tải về đây là nó chưa về iPhone của bạn đâu, chưa về cái mục mà các bạn hay quản lý ảnh là cái mục này đâu, chưa về cái mục này đâu. Đấy, cho nên là bây giờ chúng ta phải kích vào cái chữ Y này. Bây giờ tiếp tục là chúng ta kích vào cái chữ Y. Các bạn nhìn đấy, ở cái video ấy, video nó có cái chữ Y bên tay phải dưới cái chữ copy here, các bạn kích vào đấy và các bạn nhấn vào nút share. Đó, share thì đến đây các bạn kéo lên thì nó có cái mục save video, tức là lưu video vào trong cái kho ảnh của chúng ta. Các bạn kích vào đấy và nhấn ok thì video của chúng ta sẽ được tải vào cái kho ảnh đây. Các bạn đây, các bạn nhìn chưa? Đó. Hoặc là bây giờ mình sẽ test một cái video trên YouTube nhé.
Bây giờ mình sẽ test một cái video bất kỳ trên YouTube chẳng hạn đấy. Ví dụ cái video này chẳng hạn này. Video này được phát trên kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay mình sẽ đây. Cùng với các bạn bón phân cho cái video là cách bón phân cho hoa súng này. Thì mình sẽ nhấn vào cái nút chia sẻ ở trên cái màn hình, nó sẽ có nút chia sẻ nha. Các bạn nhìn nhấn vào đấy. Sau nhấn vào cái mục sao chép đường dẫn. Tức là cái phân này là phân NPK. Đó, đã sao chép đường dẫn và chúng ta quay lại cái app Zanger. Và chúng ta quay về mục search. Chúng ta quay mục search và chúng ta paste cái đường dẫn này vào và chúng ta nhấn đi. Các bạn lưu ý là chúng ta phải mở chạy cái video để cái app Zanger này nó nhận cái video này đã xong. Chúng ta nhấn vào cái mũi tên tải xuống đây và cái video nó đang được tải đây đó. Và chúng ta lại chuyển sang tab home thì các bạn nhấn vào chữ y, các bạn nhấn vào share rồi nhấn vào save video. Đó là video của chúng ta đã được tải về máy của chúng ta, rất đơn giản phải không? Qua cái clip này thì kênh sáng tạo đã giới thiệu với các bạn cái cách tải video từ Facebook hoặc là YouTube về điện thoại iPhone một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Hy vọng là anh em sẽ có những cái cách để tải video trên cái nền tảng YouTube hoặc là Facebook về điện thoại của mình. Nếu có những cách nào hay hơn thì anh em hãy comment ở dưới video này thì để cho mọi người cùng tham khảo những cái cách hay nhất để tải video, đơn giản nhất để tải video. Xin cảm ơn anh em đã ghé thăm kênh Sáng Tạo. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ. Anh em nhớ đăng ký kênh Sáng Tạo nhé. Xin cảm ơn anh em.